quý vị, sáng qua dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội, kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội. Theo chương trình, Quốc hội họp trực tuyến cả kỳ qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 62 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự tại điểm cầu Quảng Nam có các đại biểu Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Dương Văn Phước, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Phan Thái Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đặng Thị Bảo Trinh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Công Thanh, đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Tại kỳ họp này, Quốc hội quyết định 4 nội dung cấp bách, đó là xem xét thông qua một dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết theo quy trình rút gọn tại một kỳ họp. Cụ thể, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt, luật thi hành án dân sự trình Quốc hội thông qua lần này nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương đường lối của Đảng và khắc phục những khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Một nội dung rất quan trọng là Quốc hội xem xét dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tác động nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế xã hội, các chính sách hỗ trợ kịp thời có sự đột phá và lan tỏa, triển khai nhanh phù hợp với tình huống đặc biệt sẽ giúp sớm phục hồi nền kinh tế và tạo nền tảng cho sự phát triển trong những năm còn lại của giai đoạn 2021-2025 cũng như giai đoạn tiếp theo, không để Việt Nam rơi vào suy thoái kinh tế và suy giảm các động lực tăng trưởng trong dài hạn, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong hỗ trợ và cải cách, tăng niềm tin của người dân, doanh nghiệp và tín nhiệm của quốc gia với các tổ chức quốc tế. Đối với dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, trước thực tế Cần Thơ phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, việc thiết kế các cơ chế chính sách đặc thù là rất cần thiết để thành phố thực sự trở thành trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long, cũng như là thành phố sinh thái văn minh hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian không xa. Nội dung cuối cùng trình Quốc hội lần này chính là dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông có năng lực lớn, an toàn giao thông, tốc độ cao, kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị, các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng yếu, đặc biệt là các vùng kinh tế trọng điểm, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Theo tờ trình của Chính phủ, sơ bộ, tổng mức đầu tư của dự án là 146.990 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2023, cơ bản hoàn thành năm 2025. Tại phiên khai mạc kỳ họp bất thường, Chính phủ đã trình bày trước Quốc hội tờ trình dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Mục tiêu nghị quyết giúp khôi phục nhanh chuỗi sản xuất, cung ứng, lao động, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng bình quân 6,5-7% một năm giai đoạn 2021-2025. Trong phiên thảo luận tại tổ chiều qua, các đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã tiến hành xem xét thảo luận kỹ lưỡng về dự thảo nghị quyết quan trọng này. Dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu với quy mô thực hiện dự kiến trong năm 2022-2023. Cụ thể về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ thực hiện chương trình, tổng quy mô giải pháp tài khóa là 291.000 tỷ đồng. Tham gia góp ý vào dự thảo nghị quyết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đề nghị Chính phủ cần hỗ trợ mạnh mẽ cho ngành du lịch dịch vụ. Đại biểu cho biết, trước đây, Chính phủ có quyết định giảm 30% tiền thuê đất cho các công ty hoạt động trên lĩnh vực du lịch, nhưng chỉ tới 30 tháng 6 năm 2021. Vì vậy, lần này Quốc hội nên xem xét giảm 70% tiền thuê đất, thời gian giảm đến 2020. Tiếp tục cho thực hiện cái chủ trương này, có nghĩa rằng là tiếp tục thực hiện cái chủ trương là giảm 30% cái thuế thu nhập doanh nghiệp. Có thể là đến hết năm 2022. Hiện nay đó thì theo quy định, theo cái quyết định 92 của Chính phủ á, thì đến năm 2021, có nghĩa là một cái năm 21 kết thúc rồi, thì tôi đề nghị có thể là thêm một năm nữa để miễn 30% thuế thu nhập doanh nghiệp này để hỗ trợ cho doanh nghiệp có điều kiện để phát triển, đặc biệt là giải quyết được nhiều lao động trên địa bàn của cả nước nói chung, trong đó có Quảng Nam. Về giải pháp tiền tệ, Chính phủ sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí quản lý,
để phấn đấu giảm lãi suất cho vay tối thiểu 0,5 đến 1% trong 2 năm. Tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ miễn giảm lãi đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phù hợp. Trong cái tờ trình này cũng như trong cái nghị quyết, chúng ta chỉ mới quan tâm tới cái việc mua sắm thiết bị, trang thiết bị, mà chúng ta chưa tính tới cái việc mà chúng ta rà soát, tìm, thu thập tất cả cái vấn đề, các cái tài liệu nó liên quan đến, các cái số liệu nó liên quan đến cái con người, tức là đội ngũ y bác sĩ ở các trong hiện nay trong ngành y tế, mà đặc biệt là y tế thôn bản, y tế ở cơ sở hiện nay chúng ta đang rất là khó khăn, đang rất là thiếu thốn. Đánh giá về những tác động của chính sách trên, các đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam nhận định, trong tổ chức thực hiện cần thận trọng, có phương án giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp trong các tình huống xấu nhất để hạn chế tác động tiêu cực đến các cân đối vĩ mô, đồng thời thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi nền kinh tế trong thời gian ngắn nhất, tạo nền tảng để phát triển trong tương lai. Thưa quý vị, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021, triển khai kế hoạch công tác năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh, từ nay đến ngày giao nhận quân năm 2022, các địa phương phối hợp tốt với các đơn vị nhận quân về thâm nhập hồ sơ, chốt quân số, đảm bảo tốt chất lượng thanh niên nhập ngũ. Cơ quan quân sự và các địa phương tổ chức rà soát các trường hợp thanh niên đủ điều kiện tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 để triển khai tiêm, tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho 100% thanh niên trước ngày nhập ngũ. Năm 2021, công tác giáo dục quốc phòng trên địa bàn Quảng Nam đã được tổ chức thực hiện có hiệu quả, có phần quan trọng trong nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ được các cấp các ngành từ tỉnh đến cơ sở tổ chức thực hiện có hiệu quả. Công tác tuyên truyền được thực hiện đồng bộ sâu rộng, từ đó giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân. Toàn tỉnh đã phát 9.800 lệnh gọi nhập ngũ đạt 100%, trong đó có 2.453 lệnh chính thức trong quân đội và 121 lệnh dự phòng. Năm 2022, tiếp tục kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, Hội đồng Khám sức khỏe các cấp, rà soát quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, các cơ quan, đơn vị, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó cơ quan quân sự công an làm nòng cốt. Theo kế hoạch, lễ giao nhận quân năm 2022 sẽ tổ chức vào ngày 16 tháng 2 năm 2022. Đợt giao nhận quân năm 2022, toàn tỉnh có 2.450 thanh niên nhập ngũ được giao cho 14 đơn vị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Lê Trí Thanh đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quân sự, công an, các địa phương và ban ngành liên quan đã khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các bước công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch. Các địa phương và cơ quan chức năng kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp chống lệnh gọi nhập ngũ. Chiều qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương để nghe công tác phòng chống dịch COVID-19 và từ đó có những đề xuất trong tình hình hiện nay. Chủ trì buổi làm việc có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân. Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Mai Văn Mười cho biết, đến nay Quảng Nam đã ghi nhận 6.462 ca bệnh COVID-19 tại 17 trên 18 huyện, thị xã, thành phố. Có 5.047 người khỏi bệnh, 21 ca tử vong, trong đó có 6.240 ca trong nước, 222 ca nhập cảnh. Hiện tại 14 trường hợp nhập cảnh nhiễm biến thể Omicron, trong đó có 2 ca bệnh nền, tất cả đều bình thường, đã xét nghiệm lần 2 cho 14 người. Trong 3 ngày đầu năm 2022, toàn tỉnh đã ghi nhận 461 ca dương tính COVID-19 tại 14 huyện, thị, thành phố. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, số ca bệnh ngày càng tăng cao, đặc biệt với việc xuất hiện của biến chủng Omicron với tốc độ lây lan nhanh trong cộng đồng, và để biện pháp phòng chống dịch vừa đảm bảo theo tinh thần của nghị quyết 128 của chính phủ, vừa chặt chẽ hiệu quả hơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nhận thức đúng đắn đầy đủ để tự giác trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt thời điểm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp đến, số người di chuyển đông từ các địa phương về Quảng Nam, đồng thời tiến hành rà soát triển khai nhanh công tác tiêm chủng vaccine mũi 3 theo đúng quy định. Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục, sản xuất, nơi tập trung đông người. Từ nay đến Tết, thì tôi thấy là cái tình hình nó cũng có nhiều cái điều mà
và chúng ta cũng phải hết sức là quan tâm. Đó là một là công nhân nghỉ việc, cán bộ công chức nghỉ việc về lại địa phương, hai là người từ các địa phương khác về trở lại, thì cái nguy cơ mà trong 9 ngày Tết này là cũng rất là cao, rất là cao. Đấy. Cho nên là đề nghị các đồng chí ở các địa phương, ở các ngành, nhất là lực lượng công an, các đồng chí cũng tăng cường cái công tác tuyên truyền và xử lý. Mình phải có những cái biện pháp để rồi cũng phải vừa răn đe vừa động viên. Đấy. Chứ còn không là để giao lưu rồi sinh hoạt một cách là tự do, tùy tiện, thoải mái. Tại cuộc họp, một số địa phương đơn vị cũng đã nêu ra một số kiến nghị như cần xây dựng phương án khuyến khích sự chủ động của người dân tự xét nghiệm, tuyên truyền rộng rãi hướng dẫn xét nghiệm tại nhà, cơ quan, đơn vị. Cạnh đó, ngành y tế cần hỗ trợ các biện pháp thiết thực hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19, tránh để người dân tự điều trị tại nhà không theo hướng dẫn y tế hoặc tự di chuyển đến bệnh viện, nơi đông người. Sáng qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội của tỉnh năm 2021, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân chủ trì họp báo. Phát biểu khai mạc họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân cho biết, bên cạnh tập trung chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 và khắc phục thiên tai bão lụt sạt lở đất, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng của đại dịch, vừa đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, vừa không làm đứt gãy sản xuất, nhờ đó tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, tình hình phát triển kinh tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt gần 60.500 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với cùng kỳ, xếp vị trí thứ 31 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về tốc độ tăng trưởng. Quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành hơn 102.650 tỷ đồng, xếp vị trí thứ 18 trên 63 tỉnh, thành phố về quy mô GRDP, xếp vị trí thứ 2 tại khu vực vùng kinh tế trọng điểm miền Trung về tốc độ tăng trưởng và quy mô của nền kinh tế. Tổng sản phẩm GRDP bình quân đầu người đạt 67,6 triệu đồng, tăng 7,5% so với năm 2020. Tổng lượt khách lưu trú ước năm 2021 đạt hơn 476.000 lượt khách, giảm hơn 50% so với năm 2020. Thu ngân sách nhà nước đảm bảo tiến độ, dự kiến vượt dự toán, tổng thu ngân sách nhà nước hơn 23.700 tỷ đồng, trong đó thu nội địa ước đạt 19.560 tỷ đồng. Năm 2022, tỉnh Quảng Nam tiếp tục thực hiện hiệu quả chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, xây dựng thực hiện tốt chương trình phục hồi kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững. Từ năm 2018 đến nay, huyện Tiên Phước là địa phương luôn đi đầu về phong trào OCOP của tỉnh khi có tổng số 28 sản phẩm đạt sao cấp tỉnh. Trong đó có 10 sản phẩm đạt 4 sao, cao nhất cấp tỉnh, và 18 sản phẩm đạt 3 sao với 20 chủ thể tham gia, đa dạng thành phần, gồm 4 công ty cổ phần, 12 hợp tác xã, 1 tổ hợp tác, 1 hộ sản xuất kinh doanh. Thời gian qua, trên địa bàn huyện đã có nhiều đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tập trung xây dựng vùng nguyên liệu gắn với sản phẩm OCOP như Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Tuyên, xây dựng dự án liên kết với 50 hộ nông dân tại các xã trên địa bàn huyện, thực hiện tư vấn, hướng dẫn, chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh cho cây bòn bon để cung ứng cho Hợp tác xã chế biến rượu vang bòn bon. Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hà liên kết với các hộ dân trồng cam giấy tại Tiên Hà. Đồng thời, việc triển khai đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng Trung du xứ Quảng giai đoạn 2017-2025, còn gọi là đề án 548, đã tạo vùng nguyên liệu rất lớn cho chương trình OCOP. Nhiều loại cây trồng đặc trưng của địa phương trở thành nguyên liệu cho các sản phẩm OCOP chủ lực. Thưa quý vị, dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối từ DT609C đến quốc lộ 14B huyện Đại Lộc đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng, bao gồm đường dẫn và cầu An Bình qua sông Vu Gia. Hiện nay, huyện Đại Lộc đang khẩn trương triển khai phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Dự án đường nối tuyến DT609C từ km 7+250 đến km 42+400 tuyến quốc lộ 14B qua thôn Lâm Yên, xã Đại Minh có 65 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 31 hộ bị giải tỏa trắng. Sau khi nhận được chủ trương triển khai dự án, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với ban quản lý dự án và ban bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện Đại Lộc vào cuộc thực hiện một cách dân chủ công khai. Thì đối với những mọi người dân mà được đường đi qua
thì chúng tôi là những cái khúc mà khởi công trước thì nhà nước là đã vô trước số lượng tiền cho bà con, thì mùa bà con trong cái diện mà vô trước 31 hộ vô trước là được nhận tiền 50%, bà con rất bàn làm theo chủ trương. Dự án bao gồm xây dựng đường nối từ km 7+250 tuyến DT609C đến km 42+400 tuyến quốc lộ 14B có chiều dài 3,93 km, trong đó thiết kế đường giao thông cấp 4 đồng bằng, tốc độ thiết kế 60 km/h. Dự án cầu An Bình vượt sông Vu Gia giữa xã Đại Phong và xã Đại Quang, huyện Đại Lộc có chiều dài 1060 m, rộng 9 m, được xây dựng bằng bê tông cốt thép vĩnh cửu và bê tông giữ ứng lực. Đây là dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông cấp 2. Theo phương án được duyệt, dự án sẽ thu hồi 8,8 hectare thuộc 3 xã Đại Minh, Đại Phong và Đại Quang, huyện Đại Lộc. Cho nên đến giờ này là đối với là bà con dân rất là đồng tình, ủng hộ. Và đối với địa phương thì cái này là cũng rất là kiên quyết, thực hiện đúng theo cái chủ trương ở trên và đồng thời trô cái mặt, vô mà là mặt bằng cho đơn vị thi công đúng với thời gian quy định. Dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối từ DT609C đến quốc lộ 14B, huyện Đại Lộc đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ 440 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 110 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2025, dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư, với mục tiêu hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, đảm bảo giao thông trong khu vực được thông suốt và an toàn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Hiện nay, huyện Đại Lộc đang khẩn trương triển khai phương án bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng, đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Đây là dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông cấp 2. Theo phương án được duyệt, dự án sẽ thu hồi 8,8 hectare thuộc 3 xã Đại Minh, Đại Phong và Đại Quang, huyện Đại Lộc. Được biết dự án này sẽ khởi công vào ngày 10 tháng 1 năm 2022. Thưa quý vị, chương trình Thông tin Ngày Mới đến đây đã kết thúc. Chương trình phát sóng vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi lại chương trình trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam ở địa chỉ www.qrt.vn. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.